Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình với trưởng thôn với cả mấy ông anh với cả em cô đang đi bắt ong nhá. Hôm trước là trưởng thôn bảo là thấy một tổ ong đi làm nương ấy, đi phát nương là thấy một tổ ong. Ong mật đấy, ong mật ong ruồi nhỉ trưởng thôn nhỉ? Ong mật à? Đấy thì hôm nay mấy anh em đi ra đây bắt. Vừa lên đến đây là trưởng thôn đi ra đó luôn. Hôm nay trời âm u suốt nhỉ. Không nắng mà không mưa. Hôm trước là mưa to. Còn đi xa không trưởng thôn? Nghe đây mà, nghe chốn đêm đêm kìa. Cứ đi từ từ thôi. Má mạ rồi. Sóc quá, đường này đi hơi khó. Đá. Nó làm ở trong tổ trong khe đá hay là trong khe đất? Đá, trong khe đá. Trong đá với lại vừa đất vừa đá. Thế là lấy hơi lấy khó đấy nhờ. Khó, đi xem. Ở đây đẹp quá nhờ. Đợi em với anh ơi. Đi từ từ thôi Tuấn. Đi từ thôi. Bà anh đi nhanh quá. Đi xem. Em với trưởng thôn là không đi kịp. Để em đội mũ bảo hiểm đấy nhá. Mặc áo mưa đàng hoàng đó. Một tí nó đốt thì sao? Chưa đến rồi gì? Yeah, ok ok. Bây giờ để dép ở đây thôi nhỉ. Đi đi đi, bên kia nó sợ đó. Đúng rồi, để dép đi trưởng thôn ơi. Trơn. Để dép, anh để dép ở đây rồi. Em không, mang dép đi kia tất cả rồi anh ạ. Mang cả xe bèn đi cả. Thế đi, bỏ dép đây đi. Ở đây dốc nên là phải bỏ dép. Trưởng thôn người to đi nhìn thấy mệt thế nhỉ. Đấy, trơn này các bạn. Làm gì hết cô? Chọc làm bậc à? Đội mũ bảo hiểm vào uống tí, ong nó đốt vào đầu cho thì sưng cả đầu luôn. Ấy ấy, cẩn thận, cẩn thận, đấy chưa? Từ từ nha, trưởng thôn mà đè lên anh thì chả khác gì. Cục thịt đè lên cục xương. Chả khác như trứng đè vào đá nhỉ? Ờ. Trứng cái đá. Cứ từ từ thôi. Đây, nhìn thấy cái này không ổn đâu. Đấy, thấy chưa? Không ổn rồi. Đấy, được rồi. Cẩn thận đấy. Đấy, nó phải như này. Bây giờ mấy anh em đang trèo lên là vách đá đấy. Từ đường lên rất là cao. Vừa đi vừa chọc để là làm cái bậc để mà bước lên. Rất là cao rồi. Còn đi sao anh Tỏa ơi? Đây là nương của nhà anh à? Rồi rồi, đi, tiếp tục đi. Ở đây trồng nhiều cỏ voi nhờ. Thế hôm trước anh đi phát nương là phát hiện ra tổ này à? À, đi bấy chuột trên này à? Có dí một con phải không? Có dí một con này. Thế nhà còn chuột không? Thì em ra xem à. Chưa ăn được phải không? Chưa ăn được. Để phân à? Chiều gắp hết phải không? Trên này dốc lắm. Đôi khi phải đi trải nghiệm thực tế này mới thấy vui. Đấy, dưới này toàn vực đây. Bây giờ lấy xe xe chỉ cho chung tí nhỉ? Đây là hả? Hả? Đang là vô tựa. Ồ, không phải tôi bắt là tựa. Ây da. Ở đâu ấy? Trên này. Ui dồi ôi, trên này dốc nhờ. Đây chả khác gì trên vách núi luôn. Đi này mà trượt chân lăn xuống đây thì chắc là xuống đến đường luôn. Đâu. Mà nếu mà mình làm nương trên này nhá, đôi khi làm nương trên này sợ mọi người đi qua đường đá nó lăn đấy nhờ. Sợ lắm anh ạ. Ờ, phải cuốc phải nhìn đấy. Cuốc ở đường này. Đường này là cuốc đây. Đây nhá, quay cho các bác xem này. Khu này trồng cỏ voi này, dưới này là cái đường này. Đấy. Nếu mà chẳng may mình đang cuốc này, đá nó lăn xuống thì chắc là rơi vào đầu là chết luôn đấy. Rất là nguy hiểm.
Cô ơi, đừng có chọc linh tinh nha, đá lăn vào anh là anh đi tong luôn đấy. Dốc lắm. À, đây này, những cục đá này này. Chẳng may mà giấm phát nó lăn xuống thì thôi rồi. Đấy, xe máy đi qua kìa. Nguy hiểm lắm. Đến chưa trưởng thôn ơi? Ờ, ok. Đâu đoạn nào? Trưởng thôn. À, trên đấy á? Tít trên đấy cả. Ở đây là em chồng của voi à? À, anh Toản này là anh chứ nhờ? Anh Toản hơn tuổi mà. Toản? Ừ. Toản vẫn... Anh cũng gọi bạn em không? Chị mấy tuổi nhỉ? À, chị Tư ít tuổi hơn, để em Toản thôi. Lần trước mình gọi là anh Toản xuất. Thế bây giờ làm em nhá. Có suy nghĩ gì không? Chứ là không biết thôi rồi. Thôi á, không biết thôi. Đây. Đi bộ từ dưới kia lên có phải là gần đâu. Nó rơi vào mấy trăm mét. Nhìn thấy rất là gần nhưng mà đi rất là xa. Sắp đến như trưởng thôn. Đâu ở đâu? Tí ai xông pha ấy? Cô hay là Tỏa? Anh cô, anh Tỏa với là chỗ cô hai người. Hai người à? Không được à? Để anh xung phong cho. Cô này được mệnh danh là người khỏe nhất Khâu Miềng. Tránh khỏe nhất, nhanh nhất. Ăn được 10 gói mì tôm nha. Không phải bốc phét luôn. Hôm nào thử thách cô ăn đúng 12 gói. Hả? Đâu 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 đâu, quả gì? Đâu? Có mấy mực quả. Còn quá. Ăn đi. Đây thật mà. Ăn đi. Đây anh thử một miếng nha. Thế em cho miếng này. Ăn luôn. Thôi mà đùa đâu. Chết thì khiêng về nhá. Ôi giời. Cất kiếm. Em ăn suốt rồi. Ngon lắm. Chắc có mấy quả nhỉ? Ngon thật. Có mật nhiều nhỉ? Đây, có quả đây. Đâu? Mấy quả bên kia. Quả nào chín? Quả nào chín nó mềm mềm mà. Đâu. Cái này là ngóa rừng. Đấy, quả nó bé tí thôi. Quả này vẫn chưa chín. Gần chín. Quả trên này còn có cả chuối rừng này. Quả này không chín. Sao có mấy quả nhỉ? Ai dồ. Thì nó chỉ có một quả thôi. Thôi, chia sẻ là được rồi. Mệt quá, nóng quá. Đi đi. Đi tiếp đi. Nào cô cảm thử. Chạy trước đi. Đốt thì kệ nó đốt thôi chứ còn bây giờ này mà đốt để mà chạy thì chắc lăn xuống vực à. Ấy đây đây lăn rồi này đấy thấy chưa? Cẩn thận đấy, đi đi từ từ thôi. Đừng để đá nó lăn xuống dưới, nguy hiểm lắm. Hả? Bấy chuột à? Chuột to. Chuột to. Đừng mấy lạng. 5 lạng cơ. Con chuột 5 lạng là to đấy chứ, bé đâu. Sắp đến chưa? Sắp đến tổ ong chưa? Bé ở trên này xong là dính ở trên này xong là nó lại. Ui dồi ôi, leo vách núi, sợ thật.
bất kích trong này à? Ừ, bất kích trong này đấy, chứ này tỏa dưng con chuột ở đây mà. Ui, dài quá. Anh nhớ cẩn thận như cái cây này, cây gai nhé. Anh cầm anh bị gai chọc, em biết là gai mà. Đúng là lâu lâu phải đi trải nghiệm này. Vui thấy vui thật nhưng mà mệt quá. Cái này nếu mà ong đốt thì không có đường chạy đâu. Đây là đang leo leo núi đấy, không phải là đi đi lên rừng đâu. Bán từng cái thân cây một này. Sai lầm à? Biết thầy đợi đợi ở dưới kia đợi. Ôi đi đường này cơ. Đây anh ơi. Ây dô. Cô ơi kéo anh ơi. Cô đi rồi à? Kéo anh ơi. Có lên được đâu. Đừng manh động nhá, trên kia nhá, đá lăn nhá. Rồi kéo anh lên vậy. Từ từ. Từ từ. Đây đây. Bắt chắc anh à. Nào, chạy nha, chạy kìa. Ok, lên. Ok, rồi. Không có đường nào khác đi đường này nhá. Không có đường. Chỉ có đường nào duy nhất. May mà để dép ở dưới kia. Chết chết chết. Cứ tưởng dưới đi. Nhìn ở ngoài thì đơn giản lắm. Hình ảnh rung lắc nên là các bác xem thông cảm nhé. Đang cố để mà quay thôi. Chứ còn thực ra không muốn quay cái đoạn đường này. Vừa gai vừa trơn. Đâu? Đến vào. Từ từ nhá. Từ từ, nếu mà không được thì thôi mà. Đâu đâu, tổ đâu? Cái này thì cũng to thật đấy, không đùa đâu. To à? Đâu? Chừng thôi. To thôi. Nhìn nó đi làm như này, nhiều nhiều đô đông như này thì nó cũng có nhiều mật thật đấy. Ây dồi. Ồ, thế này cả. Thế nên mà nó đốt thì bây giờ chạy đi là hỏi. Anh một câu pha rồi. Anh lại một câu pha rồi. Đừng nói. Mấy câu pha thôi. Nó đốt thì chắc cũng không chết được đâu nhỉ. Khát nữa. Đấy. Anh em vừa chui lên đường này. Đây là thực ra không phải là đi leo đồi đâu mà đi leo núi luôn. Dốc thẳng đứng luôn. Tổ ong ở đây. Mà anh em đang tập trung hết ở đây. Em cổ đang xông pha đây. Nghe 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 ong kêu vậy mà. Có phải ở đây không? Chẳng ở đây đấy. Anh đội mũ bảo hiểm rồi, yên tâm đi. Đâu đâu. Trường thôn. Đừng đụng vội nhá. Ây da, cẩn thận đấy à, nó đốt phát là nó đốt đấy. Lố đấy, đào đây này, đào cái này nào. Đừng con dao thôi, đừng con dao thôi. Nó bị đốt thì đừng chạy nhá. Đâu đâu anh xem nào. Đây, ở trong đây. Cô ơi, ôi đồ ơi, đây à. Cô lại muốn cầm, cầm điện thoại anh, quay một phát dí vào gần đấy. Ok. Xem đào được không? Bỏ tay cho em, bỏ tay. Giữ yên ở đấy một tí. Đào, bỏ xem nào. Chạm vào màn hình cái cho nó lấy nét. Chạm vào nhẹ là được. Tổ ong nhá. Đây là ong bật đấy à các bạn nhá. Ong bật à? Có sợ nó đốt không anh, hỏi thật đấy. Không. Đây. Mình ngồi đi. À, vào gầm dần đây. Chạm vào màn hình cái để cho nó lên nét. Đấy. Mình không dám vào gần. Chú cổ chú đào luôn cái chỗ này. Đặt cái này. Cẩn thận nhá, cái này sắc lắm đấy, không đùa đâu. Chưa thấy nó đốt phát nào nhỉ? Ối giời ơi. Đốt thì đừng có chạy nha. Thế là nó vượt chạy ra đấy á, anh Tỏa. Anh cũng thấy nó ở kia. Không phải là anh nuôi đâu mà anh biết nhầm. Nhưng mà mình nuôi được anh biết Tỏa. Cho Tỏa nuôi được mấy năm. À đúng không Tỏa? Phát ở đây đi. Cô ơi, phát ở đây mấy cái. Nuôi được mấy năm phát rồi. Phát ở đây này. Phát hết đi. Tỏa kéo luôn đi thôi. Đấy, cho nó rụng rái. Phát lên cho nó quang quang đi. Để có đường mà chạy.
Anh biết kìa. Giờ mong cái chạy thôi. Không biết sở trường của anh là sợ ma với cả sợ rắn sợ ong à? Đi con dao đi, đi con dao đi. Cái ong mật đốt à? Không phải đâu. Bị chưa? Dính trưởng chưa? Hôm nay anh liều với các chú đấy. Chứ mà lần anh sợ nhất là ma là 1 này, rắn là 2 này, ong là 3 này. Người thì anh cũng không sợ đâu. Cái này thì 50-50 nhá chú cô nhá. Phát đĩa đi cô ơi. Phát cho sạch sẽ đàng hoàng mà. Quang hết ra thì ra. Quang kia đi. Cô bây giờ là thuộc dạng Robocon rồi. Tỏa vào đi. Không lắm màu đâu. Sợ á? Cũng như anh thôi. Như nhau đúng không? Thế mà nó mà thế nó mà dám mà không đến tay mình rồi. Thế là tí chỉ được chia một phần nhỏ đấy nhá. Chỉ cần được một tí là được rồi. Phải nhanh nhanh một tí là được rồi. Thanh niên sợ ong. Đúng rồi, sợ chứ. Đâu thấy mệt chưa? Thấy chưa? Hồi hộp quá nhỉ. Nhưng mà bế. Không, nhưng mà đào ở dưới đi, đào ở dưới hẳn cho nó xuống đi. Làm phát đấy chú cô. Đừng đụng vào tổ nó vội, hiểu chưa? Không tí nó đốt tròi. Cứ bình tĩnh như lúc chia tiền. Anh sợ gì ong đâu mà, anh nói thật luôn. Và trêu thế. Không làm sao anh dám vào đây. Ong mật làm gì. Ở đây. Ui, chắc là nó sâu. Đây, cổ đang đào đây. Nó bâu này chưa? Nó bâu vào cái mật đấy. À, cái này đào được thoải mái. Ai giờ. Thôi, không phải. Cô ơi, đào ở ngoài chỗ tay em đi. Không đào ở chỗ này cho đất nó xuống dưới ấy. Được mà. Đấy. Cao cao xuống. Không chẳng may tí nó vào sâu mình còn đào được bên trong ấy, chừng thôi. Đốt à? Cô bị đốt một phát à? Kìa đây. Dạ. Cô bị đốt rồi phải không? Không phải đâu. Không vậy. Ôi, nó đu à, để nó đốt đâu đốt, đừng để cho nó đốt vào môi là được. Trường thơ nhá. Đừng để cho nó đốt vào mắt với vào môi là được. Anh ước. Cứ phá tí lại luôn, ướp ra ra đây thì tí phá trước. Anh mà sợ ong anh không bao giờ anh dám ngồi ở đây luôn. Ô mà ít thôi, ít mà đâu. Không, làm gì chắc đấy, nó còn phải sâu xuống nữa. Đấy, thì anh mới bảo là đào ở ngoài đây, bỏ hết đất ra đi. Anh nhìn cái tổ này, cháu nhìn cái tổ này cháu biết mà, nó đi nhiều, quanh thế này biết rồi. Ui, quân nó nhiều nhờ. Quân nhiều lắm, đào đi, cứ đào bình tĩnh thôi. Đấy, em đào ở ngoài đi ra. Như có địch. Chẳng khác gì một cái thành phố lớn ở ngoài trở lớn ở đây. Ong bay ò nhá. Các bác nghe được cái tiếng ong bay thì biết rồi đấy. Thanh niên này nhát chết đấy nhở. Chùm kín hết này. Anh Tuấn ơi, mà vào xem nào. Thôi, anh xem sợ mà. Mà với chuyện xanh tái thôi chứ. Anh sợ nó sợ làm phát. Sợ thì sợ nhá, đừng có lăn xuống đây nhá. Xuống đây là vực đấy nhá. Anh không làm được. Thôi, anh này đi. Đi. Anh không chơi đâu. Không dám chơi à? Không, nói chơi đâu mà, làm gì. Chạy đi. Đâu. Cứ chùm đi. Tí hết mật thì đừng có trách. Không ăn cũng được. Không ăn cũng được à? Anh ước rồi. Nên đây, đến rồi đây. Đâu. Kìa, cái quả vàng kia tầm mật đấy. Ấy, mật ong vàng. Mật ong đấy. Bây giờ đang đeo khẩu trang nha, với cả bịt mũi kín rồi nên là nói ông này không phải nó không chuẩn lắm. Anh Tỏa ơi, ông này không phải là ông vàng đâu, ông đen đấy. Ông đen là nó không đốt phải không? Không phải đâu. Nó có hơn. Ông đen là nó có phải hơn. Gớt. Đừng để cho nó đốt vào môi là được. Thôi. Đ
đừng có dính vào nó trước chú cô ấy. Đúng rồi, đừng dính vào trước. Dính vào mật là nó đốt đấy nhá. Ôi bình tĩnh nhá. Ôi nhiều mật thế nhở. Đấy vàng ươm ở dưới này này. Đào đi đào đi đào đi. Mạnh tay vào nhé. Thanh niên cổ vẫn đang hăng hái đào mật. Nên dùng cái xem đen chọc được. Anh em mình hình như hơi liều thì phải nhỉ. Lấy mật của ong như kiểu lấy mật của mình. Tự nhiên đi phá sản vào nhà người ta hiểu không? Phá sản. Đi phá nhà người ta còn tự nhiên đến kiểu nhà mình. Đừng chạm vào mật nó vội nhá, chạm vào mật nó đốt đấy. Cứ đào đi, cứ đào rộng nhá. Đào. Chẳng may ở trong có. Đấy đấy đúng rồi, đúng rồi. Xong là đợt đấy. Bên này đấy đúng rồi. Đấy. Mai anh đặt biệt danh cho là Cổ Pro. Anh ơi, trên đầu trên. Có chỉ ít tế hơn. Bay vào, bây giờ bây giờ. Bay vào mua điểm rồi. Không phải đứng chỗ này cơ. Bà nó bay ra nhiều lắm. Chú biết. Có lửa đây. Đừng đụng nó nhiều vào. Bình tĩnh nhá. Được chưa? Rồi. Bình tĩnh. Từ từ nhá, từ từ thôi, từ từ. Đừng có vội vàng. Đừng vội vàng. Bình tĩnh như lúc chia tiền. Ừ, gọi được ông Chiêm nhỉ? Không. Gọi được ông Chiêm về lấy con già này kiểu gì anh em mình chỉ có 30-40 nghìn. Thôi nhá. Đây con này á, con tướng á. À không phải đâu. Bảo có ông chú ở ngoài nó lấy cái con già này mà. À. À được rồi à? Hả? Đang lấy đấy, mình đặt được ngay. Đấy, lấy được viên đấy là tốt rồi. Ồ, được mệnh danh là đúng là thánh. Ôi, nhiều mật lắm. Ui kìa. Đó, anh quay phát kìa. Nhiều rất là không, nhiều luôn. Cầm điện thoại vào anh quay. Yeah. Chạm vào màn hình cái cho nó tắt hết. Kìa. Nhiều lắm đây. Đây à? Nước trắng phải không? Mà chưa bây giờ ông bắt đầu nó ra đầy luôn này. Đấy. Vâng, tiếp cận trong rồi. Nó đốt điện thoại nhá. Thế chụp là nhấn nút trắng phải không anh? À. Nhưng mà anh bảo đốt ra điện thoại, không biết điện thoại có biết kêu không anh? Có, nó kêu là tít tít. Đây cái gì nhỉ? Cái túi của anh ở đâu? Cổ riêng mà thanh niên cổ đây này, bắt ong nhá, riêng áo không, ba lỗ. Không, đừng vội. Không phải sợ một cái gì luôn. Đầu ở dưới một tí nữa. Đây còn thanh niên này thì chùm hết cả kín cả đầu cả đuôi rồi. Đây lấy vào túi bóng ấy đúng không? Sợ nó thủng ấy. Cứ đào rộng ở ngoài ra đi xong tí lấy xong. À nhờ. Thế nên mở cho tọa luôn ấy. Cho tọa tưởng cho giờ trên này tôi giả nữa nhờ. Cho tọa mà không tin. Thì đốt à? Không phải đâu. Đặt tặng em này tôi giả nữa mùi dù mà nhờ. Em này không vừa dễ này. Thôi kia em đọc phúc cái việc dù hóa rồi. Nó cứ ò ò đấy chủ nói. Bây giờ ăn là bịt cả mồm, bịt khẩu trang hết rồi. Đằng nào mình cũng lấy mật mà, nó có bao nhiêu mật thì mình cũng lấy thôi mà. Mình lấy mật này mình có lấy đâu. Bây giờ mình... Ôi dồi ôi, mật nhiều thế. Đây. À, cô ơi, đừng để tay bẩn nhé. Không lấy mật ra. Cái này hết mật rồi. Không, đâu. Còn tí. Đâu còn đâu. Ừ, cái này nhiều kiếm quá. Cái này hết mật, cái này đã hút hết rồi. Ờ. Không biết để đấy. Cái này mình để đấy. Cho nó loay nhá. Cái đỏ đỏ này rất là nhiều mật nhá, nó hút hết thôi. Ừ. Cái còn không? Có. Cái này cũng có. Có một ít. Đấy đi lấy vào túi. Thôi. Đây cả con nó vào được. Cái này cũng khô hết rồi. Tạm thời cho vào đây. Quần mình chả khác gì đi làm ruộng bùn. Có không? Thôi đó anh thổi, chú thổi đó, chú không phải làm đấy. Thổi đó. Anh thổi. Đấy, cho vào túi. Tí xuống đây tính tiếp. Úi dồi, sao khô hết mật này. Mật nhanh hết rồi. Mật phải ở trong kia mới có cơ. Nhiều lắm à. Không, cái này vẫn có đấy. Ngoài này chắc nó ăn hết rồi. Trong kia còn rộng không? Rộng hết. Cô
Không, trên kia không dùng máy. Bị đốt à? Ôi! Tên nó. Có mật không, cô? Có, mấy này. Ôi! Đấy, bắt đầu từ miếng này đi có này. Đừng chạm con nó. Tí nè. Mới tỉnh đâu có gì thả. Đây còn tí. Đây 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 mật đây này. Đây nhiều mật đây này. Như cái này nó hút hết rồi. Dạ gì? Đi trong bò. Giờ thế à? Để chi này xuống mũ tỉ này, có tôi giờ cho nên là lắm mà dùng à. Chào nè, hai chú ơi, chào nè, trung sở chú này tết to à. Cô, vì đấy mật nhiều phải không? Ê, nặng luôn. Giờ nó bắt chỉnh xí à, lấy nền tua, nó bắt chỉnh một xí à, mới cho nền lo. Đấy, hết con nó ra, nó cho vào túi. Nền lo, nhớ bây khăn là khó, có tôi giờ mà dùng à. Ơ, tôi bắt chỉnh cho chê nhá, hậu kê à. À, nền... nhớ xe một chiếc gì thế này, ô công dòng á thì chỉ tao một tròn chỉnh chỉnh ta này cho nên lâu đi ô. Ừ, hết thì nhớ hết chúng để hết co. À này ít nhà trung sở hết rồi nè, cũ hết rồi mấy nhà chắc chín đã hồi ra tuổi bé mù vô sinh là bé chí ra. Su nào mà, bây giờ bé xí cho nhà gì lò ra cho nhà nào thì mua gì bé xí ra. Cái này mới mật nhiều này. Chỉ to bé như khay kìa nè. Không, bên trong còn nhiều lắm, còn nhiều khay lắm. Cái này một khay của nó còn có một ít mờ thôi. Cô nhỉ, cái này cũng hẹt thôi nhỉ. Cái này muốn hẹt thôi. Cái này có nhiều mật không? Cái này cũng có một ít. Nhiều dầm đấy nhỉ. Nhiều dầm. Nó có sâu lắm không? Mật chắc không chỉ sâu lắm, bên trong còn còn nhiều con... trong đấy còn nhiều không? Cô. Còn đây. Hả? Còn hả? Hà nặng nữa. Ba khay nữa. Thế đó. Ôi dồi, khay này mới nặng, khay này mới nhiều mật đấy. Nhiều mật không? Ôi dồi ôi, cái này mới đầy luôn. Còn ba khay, hai khay ở trong nữa. Không, cái này chín nhá, rất là nhiều mật nhá. Bây giờ nó hút hết mật rồi. Mùa này cũng phải mùa lấy ra. Không, có cái này nó bé, nếu mà cái to ấy, mùa này mới chính là cái một mật mà... Mùa này chỉ có mật rồi, phải hết cái tháng này đi. Phải hết từ lúc tháng 6 cơ. Đấy, đâu, anh nhiều mật đây. Điểm chỉ, cô hai chú có nhiều có... Đấy, bên trong điểm vàng óng kìa. Nhờ. Em cầm ra được mà. Lúc ở lúc phì hóa nó kìa. Cái này kể gì kìa chứ. Ôi. Này nó có đầy này. Cái này mới mật nhiều tí rồi. Nặng khá là biết ngay. Ồ, còn nó nhiều thế. Bố triệu con. Thôi, bố xin lỗi nhá. Chạy rồi. Bố xin lỗi nhá. Chủ luôn chạy rồi. Có phúc cùng hưởng nhá. Có bảo cùng chịu nhá, đừng có thằng nào bị đốt chạy trước chết đấy. anh cứ nói. Còn mấy khay nữa cô ơi? Một khay nữa. Một khay nữa rồi. Để nào nói thì đấy giờ. Có ai thì lo chết cho cô thì sẽ chết u tới một xí suốt. Mù lâu tí thì mà muốn tao tiền cho nó chỉ giờ cho nó giờ này à, giáo sư tính tụi nó đã hầu rất tạp á. Cô được mệnh danh là gọi là thánh bắt ong ấy nhở, ăn bịt kín hết cả mồm cả môi cả mắt rồi, may không đeo kính nữa đâu. Đấy, cái này mới có nhiều đây cô đây. Ô đây. Ôi trời ơi, cái này nó có cái nhiều đứt rồi. Cái này là tuyệt vời nhất rồi. Nặng rồi. Ui đấy. Mật này mới là mật nhỉ. Còn không? Cô cúi vào xem nào. Hết rồi. Ở trong kia vẫn còn hay sao mà. Thế hết rồi. Ở trong. Ui đẹp phí. Hết chưa? Hết rồi. Cái nào?
còn đâu nữa. Ui ôi, hết rồi. Chỉ có thế thôi. Hết rồi. Hết chưa? Chắc chắn chưa? Nào, 1, 2, 3 chạy nhá. Nhiều lắm, không phải ít đâu. Còn á? Đó, con trai, con mua ạ. Trong kia hết rồi phải không? Sao thì lúc con có một phơi tí xe. Ô, ủ tai quá. Chùm cái áo mưa này vào, ủ hết cả tai. Cái này đều mệt hết đấy, nhưng mà cái mùa đó, ừ. Ấy, nó đâu này đúng được một túi này mà nhờ, không ít đâu, 2, 4, 6, 7 khay, 8 khay, 8 tầng nhờ, trên một to lắm, còn không? Xem lại xem nào, cúi xuống hẳn nào, thế hết rồi thì về đi, hết rồi về đi. Lại đây đá vào cho nó à. Thôi, tí ông chuyên ông về lấy. Ông chuyên ông lấy à? Chuyên về lấy rồi. Thu nó lấy thì kể. Không, không. Đây ông chúa. Lấy về nuôi à? Lấy về nuôi mà ông kia nuôi nhiều lắm. Ờ. Thôi đi đi nhỉ, anh em đi nhá. Tỏa đi trước đi. Tỏa là thanh niên liều nhất năm. Nào cầm mật ong, thằng nào bị đốt nhá. Đây lấy cái này vào cho nó này. Mình không lấy hết của nó đâu. Cầm đây cho nó một mảnh. Trả lại để cho ăn may. Thôi bây giờ đi xuống đấy, đường đi khó lắm. Thôi lên để cố để mà quay cho mọi người xem này. Đây, cục đá này lăn này. Cất đi. Giờ mình đi xuống dưới kia xem nào. Đấy bây giờ anh em mình đã đi về đến nhà rồi. Này, không biết là mệt đến nào. Mẹ ra cái này con. Lúc trên đấy sợ ong đốt quá nên là phải chạy xuống xuống gấp. Ôi ôi, cẩn thận. Đây, cái này có một hai bên, hai mặt nó. Có mỗi một tí như này nhờ. Đây, cái này nó có bao nhiêu? Nó dự trữ đông thôi. Chứ phải là nó đã đi kiếm được về đâu. Hết mùa rồi, mùa này hết mùa rồi. Đây. Ê, có tí này. Này có tí. Cái này chỉ ngâm rượu thôi nhờ. Yeah, thánh. À, thánh cồ. Thánh cồ. Thì à, bẻ ra mỗi người ăn một miếng bé thôi nào. Em cho anh ướp miếng này. Tỏa. Thanh niên không sợ ong. Thanh niên sợ ong. Hay. Đây. Thử miếng mật xem nào. Em là người sợ ong nhất đấy. Sợ ong nhất à? Cô này công nhận là đúng là thanh niên không sợ ong. Cho vào mắt được mà. Em ơi. Đấy. Đấy. Mình nhớ lấy rượu ra ngâm á. Thắng rồi. Đã có lên ra đi mua. Cái này ngâm rượu là vừa ấy. Đủ một miếng nữa xem nào. Ví dụ con sắt lên. Quá. Quá. Sớt lấy cổ rồi. Quá. Muốn no. Ngọt mà nhỉ. Đang thử miếng lên nào. Em một miếng bé. Ăn để chị ho thôi. Nhưng hôm nay đang ho. Toán đi. Lấy cho bọn trẻ con này ăn này. Cho nó đỡ bị ho. Cái này lấy về ngâm rượu thôi chủ nó ạ. Đây lấy ngâm rượu. Lò nó sẽ nhăn ve không dở. Lò lò ve. Cái này ngâm rượu thì tuyệt vời. Ngâm một hộp cái của nó không dở. Ngon nhất đây này. Mấy này mới là ngon nhất. Ăn miếng đủ rồi. Ngấy lắm nhờ. Anh thử miếng đi anh. Ăn đi ngay. Làm một miếng chống ho. Bổ phở ơi. Tất thật vậy. Đấy, mình ăn ngon. Chống ho. Bẻ cho đằng cò này ăn. Nó có một bên nó không có.